Quý vị và các bạn thân mến, giữa xã hội hiện đại, trai bao thì không còn gì xa lạ mới mẻ. Nắm bắt tâm lý các quý bà nhiều tiền thiếu tình, những gã trai đẹp mã chọn nghiệp bán chôn nuôi miệng để làm kế mưu sinh. Năm 2013, Vũ Trường HH nổi danh là chốn ăn chơi nổi tiếng dành cho những quý bà luống tuổi, lắm tiền nhưng mà lại thiếu tình. Nên đương nhiên nhiều quý bà không thể thiếu những gã trai tư sẵn sàng phục vụ từ A cho đến Z. Những cuộc ngã giá sau bước nhảy là ký sự điều tra toàn cảnh về cuộc chơi thoát loạn của quý bà hồi xuân mà Hồng Nhung muốn chia sẻ đến quý vị khán giả trong ngày hôm nay, để cho chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh về kiếp mưu sinh của những gã trai bán thân nuôi miệng. Câu chuyện ra sao thì kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi chi tiết ngay dưới đây. Chúng tôi gặp Liễu một buổi tối thứ bảy đầu tháng 5 tại Vũ Trường HH. Trong lần gặp gỡ này, Liễu giới thiệu cho chúng tôi làm quen với Hồng, 46 tuổi. Hồng dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy chấm bi màu đen. Liếc nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đầy ẩn ý, qua vài câu xã giao làm quen, Hồng tâm sự. Ông chồng của Hồng đang kinh doanh nhà hàng hải sản ở Vũng Tàu, công việc làm ăn phát đạt, nhưng chuyện tình cảm của hai người luôn bất đồng. Cho nên, những lúc buồn chán, Hồng đến Vũ Trường HH để giải quyết nỗi cô đơn của mình. Tiếng nhạc nổi lên, Hồng và Liễu mang đôi giày cao gót lao ra giữa sàn, nơi có hai gã vũ công đang đứng chờ sẵn. Lúc này khoảng 22 giờ, ánh đèn chớp nhá cùng với điệu nhạc bolero mùi mẫn khiến cho các vũ nam và các bà chị ở độ tuổi hồi xuân áp chặt vào nhau, tay trong tay say nồng theo từng bước nhảy. Nhiều bà có lẽ mới đến sàn lần đầu nên có vẻ ngượng ngùng khép nép. Nhưng sau khi được vũ công nam dìu dắt bước từng động tác thuần thục nên nhiều bà bắt được nhịp và nhảy sung chẳng kém ai. Nhiều thiếu phụ trông già nua nhưng vẫn rất duyên dáng bên những chiếc đầm dài, đang tay trong tay cùng các gã trai trẻ thi triển tài năng. Dưới ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên tục, một vài máy bay bà già lẫn phi công trẻ tranh thủ âu yếm tỏ tình. Nhiều đôi đũa lệch không ngần ngại khóa môi và đưa tay sờ soạng vào những chỗ nhạy cảm của bạn tình. Dù bất cứ lý do gì, điều mà chúng tôi ghi nhận là dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sau những điệu nhảy bao giờ cũng là những phi vụ bắt kèo ngã giá, những thỏa thuận tình một đêm giữa quý bà và trai trẻ. Để rồi bãi đáp cuối cùng của họ, nếu không phải nhà riêng của quý bà thì cũng là khách sạn, nhà nghỉ. Đó là cuộc chơi để thỏa mãn nhu cầu kẻ thèm tiền, người đói thịt. Liễu và Hồng trở về bàn cùng với hai gã vũ nam. Sau khi kết thúc bản bolero êm dịu, Liễu đánh mắt về phía chúng tôi và giới thiệu. Đây là kép cưng của chị nè. Nói xong, Liễu cất một tràng dài cười hô hố và không quên nắm bàn tay của gã trai choáng lên phần bụng của mình. Trong đêm hôm ấy, qua cuộc trò chuyện, tranh thủ lúc hai gã phi công của Hồng và Liễu ngồi khê khà bia rượu, Liễu kể những tuyệt kỹ săn phi công trẻ của mình. Liễu tiết lộ trong cơn say, chị lên các diễn đàn online, có mấy thằng quảng cáo cần hiến tặng tinh trùng, rồi tha hồ lựa chọn. Thằng nào giới thiệu cao trên 1m75, đẹp trai, đang là sinh viên, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn là chị lưu số điện thoại rồi chủ động hốt nó đi uống cà phê ngay. Lúc gặp, nếu ưng ý thì giả vờ gạ gẫm mấy thằng hiến tinh trùng cho mình bằng cách bơm trực tiếp sẽ được chi đậm là ok liền. Đêm đó, Hồng và Liễu cùng với hai gã vũ nam cười nói, đùa giỡn và sờ soạng lẫn nhau. Một trong hai gã vũ nam tên là Hùng ôm chặt Hồng và nói trơ trẽn. Chị thích đêm nay em lái chị kiểu gì? Có thích kiểu cũ mà tuần trước em lái không? Nhưng mà tối nay chị phải thưởng cho em xứng đáng đi nha. Nói xong, gã trai tơ không quên liếm nhẹ vào vành tai của người tình già, khiến cho Hồng phải rùng mình vì nhột. Trong lần gặp đó, chúng tôi làm quen được với Hùng, gã tình trẻ của Hồng, một phụ nữ giàu có nhưng luôn phải sống trong cảnh xa chồng và đầy mâu thuẫn trong tình cảm. Ngoài cái nghề sống trên thân xác phụ nữ, Hùng còn là một tay buôn hàng kích dục chuyên nghiệp, và khách hàng của Hùng không ai khác chính là những chiếc máy bay. Một lúc sau, Liễu xuất hiện và khá ngạc nhiên khi thấy chúng tôi cũng có mặt. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng làm cho Liễu ngần ngại. Mấy em theo Hùng buôn bán luôn hả? Chị chỉ thích xài hàng xịn thôi nha. Đợt rồi, Hùng bán cho chị thuốc xịt gì mà dởm quá.
Liễu nhăn mặt nói. Hùng nghe xong liền cười ngặt nghẽo và chống chế, dỗ dành bà chị Liễu yên tâm, đồ chơi của Hùng là hàng chất lượng. Chắc tại thằng em của chị nó yếu quá, coi chừng nó gần liệt rồi đấy. Thuốc đợt rồi em đưa chị là loại mạnh nhất, hàng của em luôn đảm bảo chất lượng. Em bán buôn có uy tín mà chị. Nếu thằng em nào ngại không dám dùng thì chị cứ nói là lấy hàng của Hùng Dancer là nó yên tâm xài hết. Bữa nay em đưa cho chị mấy thứ chị yêu cầu đây nè. Hùng tuyên bố chắc nịch. Nói xong, Hùng lấy từ trong giỏ sách ra hai vỉ thuốc cương dương mà Hùng cam đoan là Viagra xịn và vỉ thuốc con nhộng màu vàng đựng trong bao bì viết đầy chữ Trung Quốc. Món hàng thứ ba là dụng cụ rung, còn gọi là quả trứng. Hùng quảng cáo, loại này rung mạnh lắm, nhưng không kêu rè rè như mấy hàng khác. Đảm bảo chị sẽ thích, bởi vì nó có nhiều cường độ rung khác nhau. Chị thích thì cứ xài đi, trả tiền sau cũng được. Nếu không thích thì alo trả lại. Chuyện mua bán diễn ra chóng vánh. Liễu không quan tâm đến điều kiện mà Hùng đã đưa ra và đưa ngay cho Hùng số tiền 1 triệu đồng cho cả 3 món hàng. Kéo chiếc kiếng mắt thời trang hiệu Gucci trên khuôn mặt dày cộp son phấn, Liễu nhìn chúng tôi và nói, tối nay chị có party với mấy chị khác dễ thương lắm, nhưng mà cũng đang cô đơn và muốn tìm tình yêu. Mấy em đến chơi nhá. Mà hỏng chừng chị thấy kết luôn mấy em rồi đó. Không dừng lại ở đó, trong thế giới hỗn tạp của âm sắc tiền tình ấy, những quý bà không ngại ngần lên chợ tình online săn tìm tình một đêm. Cũng có những quý bà rong ruổi khắp phố phường mỗi khi đường phố lên đèn để tìm những con đường trai bao để chọn hàng. Thậm chí có những địa điểm bí mật để những quý bà này đêm đêm tìm đến đấu giá trai trinh. Có lẽ nhờ ưu điểm dễ uốn nắn theo sở thích của mình nên nhiều quý bà đã không thoát khỏi sức cuốn hút khó cưỡng lại từ những phi công. Đó chính là lúc mở màn cho cuộc phiêu lưu tình ái bất tận. Mai, nữ chủ nhân một topic trên Ladies Club, trên một diễn đàn chia sẻ. Trên các diễn đàn mạng, nhiều thành viên đều khẳng định thực tế có một điều xưa như trái đất và đã được kiểm nghiệm rất nhiều. Là hễ đàn ông làm được điều gì thì chị em phụ nữ cũng làm được điều tương tự, chỉ bằng những cách khác nhau. Lượn quanh một vòng trên thế giới ảo, có thể dễ dàng phát hiện khá nhiều trang web được các quý bà quan tâm. Trong đó website như Henyo, Hi-Fi, Quack thu hút hàng nghìn thành viên là máy bay. Tại đây luôn tấp nập người ra kẻ vào như là học chợ. Vì ẩn dưới cái tên tài khoản mông lung, không địa chỉ rõ ràng, nên các quý bà khát tình thường thoải mái bộc lộ những điều chìm sâu trong nỗi lòng. Trong mục ngoại tình của diễn đàn có nhiều chủ đề có nội dung như tìm các chị ở thành phố Hồ Chí Minh để kiếm tiền trang trải cuộc sống, không ràng buộc, giá 300.000 đồng một giờ, 550.000 đồng một đêm, phục vụ nhiệt tình 24/24, kèm theo đó là số điện thoại để liên hệ. Chủ đề này vừa đăng lên được ít phút đã có hàng chục thư mật, tin nhắn mật trao đổi thông tin qua lại, chỉ hai thành viên gửi cho nhau mới biết, kèm số điện thoại Nick Yahoo để liên hệ gặp mặt. Ngay sau khi đăng đàn thì một số điện thoại gọi ngay vào số điện thoại mà chàng trai bao nọ để lại. Đầu dây là giọng một phụ nữ đứng tuổi với vẻ thỏ thẻ. Manly, em sống công viên Lê Thị Riêng trên đường Cách Mạng Tháng 8 không? Chị cho em 30 phút để chuẩn bị và ra đó chờ chị nhé. Như đã hẹn hơn 23 giờ, chàng trai đến gần cổng công viên Lê Thị Riêng, đoạn Cách Mạng Tháng 8 Tân Bình chờ. Ít phút sau, một phụ nữ trạc tuổi hơn 40 đi chiếc xe Dalian màu mận tấp đến hỏi. Hình như em là Men đúng không? Chị là Ly, vừa nãy gọi cho em đó. Em có nhận ra chị không? Rồi vội vã nổ máy ra hiệu cho chàng trai đi theo. Ly dẫn trai trẻ đến khách sạn trên đường Tô Hiến Thành quận 10 và âm thầm vào thẳng căn phòng đã được đặt trước. Trong phòng lúc này còn có thêm một phi công nữa độ tuổi ngoài 20, mình trần nằm trên giường. Ánh mắt nghi ngại quý bà này lên tiếng trấn an. Cổ vui tay ba mới hấp dẫn nha cưng, nhu cầu chăn gối của chị cao lắm. Em nhìn sung sức thế này, lát nữa chắc chị sẽ phê đây. Để chuẩn bị tâm lý, Ly mở mấy lon bia cho cuộc dạo đầu thêm phần hào hứng. Dưới ánh đèn mờ, Ly trông khá gọn, với một thân hình dễ nhìn hơn là các máy bay sồn sồn. Có chút men vào người, chị ta kể. Năm nay chị 47 tuổi, có chồng là giám đốc ở một công ty rượu bia nước giải khát. Chồng quanh năm suốt tháng vắng mặt ở nhà, hết vào Nam ra Bắc, không thì lại ra nước ngoài.
Nghe nói ông ta có rất nhiều bồ nhí, đến đâu cũng có thể dễ dàng cặp kè với các em trẻ đẹp. Có hai cô con gái thì đều ở xa, nên thi thoảng mới đến thăm mẹ. Cuộc sống vật chất của mình dư thừa, nhưng tinh thần và đặc biệt là thể xác thì luôn thiếu hụt khô khan. Đã nhiều lần chị tìm đến những người đàn ông đứng tuổi để ngoại tình, nhưng phần lớn các lần gặp ấy đều gây rắc rối cho gia đình, và đặc biệt là không mang lại nhiều cảm xúc xác thịt. Vì thế khi nghe các quý bà đồng lứa khác thường tỉ tê lên chợ tình online săn tình, chị mới học theo để tìm đối tác phục vụ mình ưng ý. Ngừng lại một chút rồi trở lại ngay chủ đề, quý bà này lên giọng: "Cưng lần đầu chơi trò cuộc tình tay ba đúng không? Cứ yên tâm, chị sẽ dạy cho. Mai mốt có khi cưng nghiện luôn cũng nên." Sau lời mời mọc đầy ẩn ý về cuộc vui trần tục chuẩn bị diễn ra, quý bà này lôi trong túi sách ra một loạt sex toy để chuẩn bị hành lạc. Không chỉ thích cuộc vui ân ái kiểu tay ba, mà các quý bà cũng có đủ chiêu trò săn trai, chẳng kém gì các quý ông. Một số trường hợp các quý bà luôn viện cớ thiếu hụt tình cảm, nhu cầu tình dục để tìm phi công. Nhiều quý bà không ngại ngần đem những chuyện tế nhị công khai lên mạng để cầu cứu các trai trẻ. Đơn cử là trường hợp một máy bay U-50 có tài khoản là Vi mà không ít người đọc được thấy sởn gai ốc. Thích làm tình tay ba kiểu hai boy một girl, chồng nghiếu sinh lý, cần tuyển thêm một cháu trai tuổi 16-20 cùng chồng sách với Vi, xem webcam Yahoo được sẽ gặp. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2012, khi mà quần vợt hay là bộ môn tennis trở nên thông dụng ở Việt Nam thì nhiều biến tướng cũng từ đó mà xuất hiện. Khi mà sân tennis trở thành tụ điểm ăn chơi của những quý bà lắm tiền, kho hoạt động mại dâm nam trở thành trò tiêu khiển sau mỗi trận bóng, trở thành thách thức cho lực lượng chức năng, cũng là lúc công cuộc điều tra bắt đầu. Kính mời quý vị khán giả hãy cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Năm 2012, chị Hương, người phụ trách phòng nhân sự của một công ty chuyện kinh doanh sân tennis ở đường Láng, Ba Đình, Hà Nội cho biết công ty cần tuyển 5 nam nữ nhân viên nhặt bóng với mức lương dao động 120-160.000 đồng một ca 2 tiếng. Mỗi ngày có 3 ca, 8 giờ đến 10 giờ, 14 giờ đến 16 giờ và 18 giờ đến 20 giờ. Sau khi được phỏng vấn qua điện thoại, ứng viên sẽ cầm hồ sơ đến gặp trực tiếp chị Hương. Trong phòng tuyển có 3 người nữa, đều đang là sinh viên. Anh chàng tóc xoăn khá điển trai tên là Hùng, sinh viên năm thứ 2. Sau một hồi phỏng vấn đã được nhận vào làm tại một sân trên đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy. Còn cô gái tên là Loan, dáng gầy gò, nước da rám nắng. Dù đã tha thiết bày tỏ nguyện vọng nhưng vẫn bị Hương loạn vì không đủ sức khỏe. Chị Hương nói đang cần một người trắng trẻo, lịch sự để nhặt bóng cho các chị. Nhưng ở khoảng thời gian từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. Đây là sân tập và thi đấu của các quý bà đại gia, nên nhân viên mới vào sẽ học việc ở sân khác, sau đó mới quay lại đây để làm việc. Theo lời của chị Hương, yêu cầu quan trọng nhất của người nhặt bóng ở sân tennis dành cho quý bà đại gia này là phải chu đáo, khéo léo và chiều khách bằng mọi giá. Nếu để các quý bà phật ý thì không những không được hưởng lương mà còn phải bị phạt. Chị Hương căn dặn, qua 3 buổi được rèn luyện cách nhặt bóng và một số kỹ năng mềm khác, nhân viên mới được nhân viên của công ty chở đến một sân tennis nằm trong một khu trang trại kiểu resort ở Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Một chiếc xe Audi Q7 màu đen tiến vào gần sân, người lái xe cao to, nhanh chân xuống mở cửa xe. 4 quý bà quý cô ước chừng 30-40 tuổi bước xuống. Ông chủ của trang trại nghe đâu cũng là một tay anh chị có máu mặt, hăm hở ra đón và dẫn các quý bà vào tận sân. Tay nhân viên tên là Phương đon đả, nức nở khen, nào là chị xinh quá, nào là da chị dạo này đẹp hẳn lên, rồi chị có mái tóc rất thời trang. Cứ sau vài lời khen, Phương lại được một quý bà tên là Mai Chi giúp ngay tờ 500.000 đồng bo vì khéo miệng. Thấy thái độ nhân viên mới ấp úng khi không quen phục vụ và nói những lời hoa mỹ như tay nhân viên kia, một quý bà lên tiếng: càng trẻ càng tốt, chưa biết rồi sẽ biết. Sân tennis này khá đặc biệt, bốn bên là cây cối tùm. Cả trang trại không phục vụ ai ngoài 4 quý bà này. Phía bên cạnh có một nhà vệ sinh và một nhà tắm, mà theo nhân viên tên Phương nói thì nó mang đẳng cấp 5 sao. 4 quý bà từ trong nhà tắm ra mặc bộ quần áo chơi tennis quá mỏng, ngắn và bên trong không mặc nội y.
Một lúc sau, ba thanh niên trẻ khác, đầu tóc rất kiểu cách, ra vẻ là tay chơi đi vào. Dường như đã quen từ lâu, họ chào nhau thân tình âu yếm. Tại đây mỗi người chơi một người phục vụ, từ nhặt bóng, lau mồ hôi, gắp trái cây. Chàng trai mới đến được phân công phục vụ người trẻ nhất. Ba thanh niên kia có tên là Duy Mạnh, Hoàng Giang và Thanh An. Luật chơi được đưa ra như sau: nếu bên nào thua thì phải cởi áo trên. Trận bóng cũng kết thúc lúc hơn 10 giờ tối và đội thua thuộc về đội của Mai Chi. Thế nhưng Mai Chi không hề xấu hổ khi phải thực hiện lời cá độ, mà hình như còn phấn khích. Cả hội được trận cười nghiêng ngả khi Mai Chi và đồng đội tên là Bích Vân tự tay cởi áo để nuốt toàn bộ phần trên. Ba gã trai kia ngả ngớn nhìn Mai Chi, còn chàng trai mới vào nghề không khỏi ngượng ngùng. Kết thúc buổi, cả hội kéo nhau vào trong khu biệt thự để ăn. Căn phòng khá đẹp, bày trí xa hoa theo lối hiện đại. Lúc ngoài sân, Cao Xuân tóc đỏ, nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Vũ Trọng Phụng, làm nghề nhặt bóng tennis, phải đóng vai kẻ hầu người hạ khách chơi. Khi vào mâm ăn, họ trở thành bạn cùng tiến với khách. Mai Chi gắp thức ăn, rót rượu cho chàng trai trẻ. Ly rượu nồng say, nghe nói là hàng xách tay từ Đức về, khiến bữa nhậu càng thêm hấp dẫn. Cả bốn quý bà, quý cô dường như đều là những người sành rượu và tửu lượng khá tốt. Khi đã chênh choáng hơi men, họ cùng nhau hô đi tăng ba. Chiếc xe lại chở họ đến một khách sạn sang trọng trên đường Kim Mã. Lúc này như đã thỏa thuận trên xe, cặp nào vào phòng nấy. Chị Hoàng Lan phụ trách kinh doanh cho một công ty kể: nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ rằng chơi tennis là một môi trường hoàn toàn thể thao. Ở đó chỉ có những người đam mê quần vợt và muốn rèn luyện sức khỏe. Thế nhưng Lan bảo cũng không hiếm những cuộc săn tình ngay trên sân. Lần đó trên sân Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, người ta thường thấy một thanh niên trẻ cao to và đẹp trai thường đánh cặp với một nữ đại gia. Bà này là một đại gia trong lĩnh vực thực phẩm, chồng mất sớm. Mình bà đã nuôi dạy hai đứa con nên người và hiện đều đang ở nước ngoài. Mấy năm nay công việc thuận lợi, bà đã bàn giao cho người em gái quản lý, điều hành, nên có nhiều thời gian rảnh. Và đúng như người ta nói, ăn no thì dừng mỡ, bà lại là người đam mê tennis, không trận nào trên tivi mà bà bỏ sót. Vì thế, bà quyết đến sân để tìm bạn tình. Và sau nhiều lần thuê người dạy, với nhiều tiêu chí gắt gao, bà đã chấm được Tuấn Hiếp. Tuấn Hiếp vốn là một tay chơi phủi nổi tiếng trên nhiều sân ở Hà Thành, khuôn mặt điển trai kiểu mạnh mẽ, mắt một mí kiểu con trai Hàn Quốc. Thế là bà chết mê chết mệt anh chàng. Trước người đàn bà dày dặn tình trường, lắm tiền nhiều của như nữ đại gia thực phẩm này, Tuấn Hiếp đã ngã gục, trở thành người tình của nữ đại gia. Bù lại, Tuấn được vợ hờ chu cấp cho nhà cửa, xe đưa xe đón. Và cũng từ đó, người ta không thấy Tuấn Hiếp đi giao đấu ở các nơi, mà chủ yếu cung phụng và hầu hạ nữ đại gia thực phẩm kia. Câu chuyện săn tình khác, hầu hết giới mê đôi vợt này đều biết, đó là chuyện của một thầy dạy tennis tên là Duy. Anh này là người Hà Nội gốc, hào hoa, phong nhã và biết chơi tennis từ năm 14 tuổi. Duy có sở thích đặc biệt là săn máy bay bà già, bởi họ vừa có tiền, vừa có kinh nghiệm tình trường, lại khá an toàn trong mấy vụ ghen tuông. Bao giờ cũng vậy, Duy chỉ dạy kèm một nữ và phải là máy bay bà già. Mấy cậu nhặt bóng trên sân nói rằng mỗi ngày Duy dạy 2 ca, ca sáng và ca chiều mỗi ca 2 tiếng. Anh ta là người rất tâm lý nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của học trò. Hầu như ai đến học không sớm thì muộn cũng trở thành bồ của Duy, sẵn sàng cung phụng tiền bạc cho anh ta ăn tiêu. Chị Hoàng Lan cũng kể thêm về những cuộc trao đổi tình ái trên mặt sân tennis của các quý ông. Nhóm của đại gia Hoàng, một người giàu có trong ngành ngân hàng, cứ vào chiều thứ ba và thứ sáu lại tập trung ở sân rạp xiếc ở đường Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ngoài ông Hoàng, nhóm này còn có những cái tên nổi danh trong giới đại gia. Chị Lan kể tiếp, lần đầu tiên ra sân tennis theo hầu các đại gia, chị choáng vì ở cơ quan họ là những người rất khó tính và khó gần. Thế nhưng khi cầm vợt, họ lại thoải mái đến kỳ lạ, thích trêu ghẹo đùa cợt và cũng thích được bợ đỡ. Nắm được điểm yếu này dưới sự hướng dẫn của một người bạn, Lan đã sắm vợt và thường xuyên có mặt để tham gia cùng các đại gia. Lần đầu tiên vào khoảng cuối năm 2009, Lan đến sân chơi. Với danh nghĩa là trưởng phòng marketing của một công ty chuyên cung cấp thiết bị giám sát,
camera, thiết bị an ninh. Khi đó cứ mỗi lần ra sân, Lan lại thuê một nhóm vài ba em sắc nước hương trời và cũng biết chơi môn quần vợt này đi cùng. Ngay lần gặp đầu tiên, các đại gia trong nhóm của Hoàng Ngân Hàng đã kết ngay Lan. Và từ đó, Lan gần như được ban đặc quyền trở thành má mì cho nhóm đại gia. Ngoài việc phục vụ ngoài sân, các bóng hồng mà Lan thuê sẵn sàng hầu tới bến các đại gia. Cứ mỗi lần như thế, Lan trả thù lao cho mỗi cô 200 đô la. Đấy là chưa kể tiền mà các đại gia sẵn sàng rút hầu bao cả tập ra bo nếu hôm nào hứng chí. Một bóng hồng trong nhóm tên là Linh kể rằng, có hôm sau khi hầu mấy giờ tennis, Linh và đại gia dầu khí đã thẳng một mạch đến khách sạn 5 sao. Hôm sau ra về, Linh còn bo ngược lại cho má mỉ Lan hẳn 500 đô la với lý do vì em trúng quả đậm. Mấy hôm sau người ta thấy Linh sắm xe SH, thay điện thoại xịn, mua đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng. Còn Lan chỉ tham gia 6 buổi với tổng chi phí 5.000 đô la, nhưng Lan đã được ký 3 hợp đồng, tổng giá trị lên đến gần 8 tỷ đồng. Chỉ riêng phần trăm hoa hồng mà công ty trích lại cho Lan cũng đủ khiến cho nhiều người ngất. Sau lần đó, công ty cũng đặc cách cho Lan lên làm phó giám đốc, phụ trách kinh doanh và marketing. Quý vị và các bạn thân mến, lắm tiền nhiều của đương nhiên người ta sẽ tìm đến các thú vui trong cuộc sống. Đối với các quý ông là các em chân dài trẻ đẹp, còn quý bà cũng vậy thôi, món writer là món yêu thích nhất. Nếu quay trở lại thời điểm cuối năm 2015, bạn có sốc không khi mà thấy một người nhắn tin gạ gẫm nam thanh niên qua đêm với nữ đại gia giá 1.500 đô một lần, tức là khoảng 33 triệu một lần, và cho biết nếu anh còn trinh thì có thể nhận đến 300 triệu. Hãy cùng Hồng Nhung lắng nghe ký sự điều tra ngay dưới đây. Người này cho biết thêm, nếu mất trinh rồi thì nam thanh niên sẽ nhận được tiền từ 30 đến 40 triệu đồng tùy theo khả năng. Cuối tin nhắn ông ta nói việc quan hệ này an toàn và kín đáo. Chuyện trai bao kiếm rất nhiều tiền từ việc săn các quý bà không phải mới. Song khi đọc xong tin nhắn trên, rất nhiều người thắc mắc là lấy gì kiểm định nam thanh niên còn trinh hay không? Song song đó, số tiền mà nữ đại gia chịu chi trả cho trai bao quá cao như vậy cũng khiến cho nhiều người đặt nghi vấn về độ xác thực của tin nhắn gây xôn xao cộng đồng mạng này. Nếu kiếm tiền dễ dàng như vậy, nhiều nam thanh niên ăn chơi lêu lổng chắc chắn sẽ lạc lối vào con đường trai bao. Chuyện các quý bà lắm tiền rảnh rỗi đi săn lùng trai để thỏa mãn nhu cầu không còn quá xa lạ. Gần đây nhu cầu của các bà cô đại gia không chỉ dừng lại ở đòi hỏi trai phải cơ bắp khỏe mạnh, mà còn nảy nòi ra chuyện đòi hỏi phải là trai trinh. Thật kỳ quái. Để đáp ứng nhu cầu biến thái này, diễn đàn được lập ra rầm rộ để săn lùng cho bằng được trai trinh. Theo NDT, Facebook vẫn luôn là nguồn khai thác triệt để của cò mồi trai bao. Chàng trai trẻ PTT sinh năm 1995, Uông Bí, Quảng Ninh đã nhận tin nhắn từ một địa chỉ Facebook lạ với nội dung giống như trên. Thật không khó để tìm thấy những hội trai bao giao hàng trên các diễn đàn. Cụ thể, hội trai bao Hà Nội có đến gần 2.000 thành viên, được quảng cáo là hội trai bao sinh viên. Lên diễn đàn này, bắt gặp rất nhiều những lời chào hàng kiểu sinh viên nghèo ở Hà Nội, cao 1m70, nặng 65kg. Mong các chị giúp đỡ em khỏe mạnh không bệnh tật, em tập gym, phục vụ các chị nhiệt tình chu đáo. Số điện thoại liên lạc 01698426XX. Bên cạnh đó còn trá hình qua những dịch vụ massage tại nhà hoặc ở nhà nghỉ với giá 150.000 đồng một giờ. Tại chính những diễn đàn kiểu này, nhiều quý bà quý cô cũng lên đây trực tiếp tìm cho mình những chàng trai ưng ý để tìm bạn tình. Theo ghi nhận, những lời gạ gẫm mời mọc đầy khiêu khích được đưa thẳng lên cộng đồng mạng, hoặc kín đáo hơn là nhắn tin và hộp thư để trao đổi giá cả và hẹn địa điểm. Theo lời kể của Nguyễn Khắc Hát, một trai bao tại Hà Nội chuyên phục vụ cả nam lẫn nữ, thì do nắm bắt nhu cầu của các quý bà muốn đổi gió, đặc biệt là những quý bà ở tuổi hồi xuân, nên các nhóm hội này ra đời ẩn dưới nhiều dạng, nửa kín. Khi hỏi đến vấn đề các bà cô này đang muốn săn lùng trai còn trinh, Hát cho biết, chuyện trai còn trinh hay không, không chỉ trời mới biết. Các bà này chỉ cần nhìn ưa mắt cao ráo đẹp trai, và đặc biệt là phải khỏe là ok. Chứ nói thật, lần đầu tiên lại chẳng có kinh nghiệm, các bà ấy còn thấy chán. Theo chia sẻ của Hát, thì mỗi khi có nhu cầu, các quý bà thường phải nhờ cậy rất nhiều mối quen biết khác nhau, thậm chí rất vòng vèo chứ không phải kiểu một đập ăn quan như là cánh mày râu đi tìm của lạ.
Bởi lẽ như vậy mới bảo mật được thông tin. Ngược lại, trai bao cũng thường phải qua các đầu mối để tìm khách phục vụ. Hiện giờ qua các diễn đàn được lập trên mạng, việc tìm kiếm diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, cả hai phía trai bao và các bà cô cần đổi gió, cần luôn thận trọng và cần đến nhân vật đứng giữa, có thể chính là các admin của các diễn đàn này, để hoạt động mua bán dâm an toàn, kín đáo, đảm bảo thông tin cá nhân không bị tiết lộ. Những tin nhắn quảng cáo giá khủng cho một lần đi khách của các chàng trai thực chất chỉ là chiêu trò để dụ mồi. Trên diễn đàn đưa ra những cái giá cao ngất ngường như vậy để dụ những thanh niên ăn chơi lêu lỏng, lười lao động tìm đến nghề trai bao nhằm nhanh chóng hưởng thụ cuộc sống ăn trắng mặc trơn. Nhưng đó chỉ là những ảo vọng mà các nhà môi giới đưa ra để loe mắt những chàng trai siêng ăn nhắc làm, thích hưởng thụ, kiểu mật ngọt chết ruồi. Một nickname có tên là Hà Nội Say Tình đã bày tỏ cảm xúc trên diễn đàn khi lần đầu đi khách và đã ngỡ ngàng với số tiền mình được nhận. Theo người này, anh ta cũng nhận được lời mời đi khách của một kẻ môi giới. Mới đầu họ cũng hứa hẹn giá tiền triệu, nếu gặp được khách VIP thì chục triệu mỗi lần là chuyện bình thường. Thấy hời, anh này liền nhận lời. Sau khi chụp những bức ảnh bán khỏa thân khoe hàng để đối tác kiểm tra, anh ta được cho địa chỉ đến một nhà nghỉ tại Thanh Xuân, Hà Nội. Khách hàng là một người đàn bà khá lớn tuổi, được che lấp những lớp trang điểm dày cộm. Khi đi khách xong, tôi chỉ được 500.000 đồng, bên môi giới đòi hoa hồng 200.000 đồng, cuối cùng tôi chỉ còn 300.000 đồng. Khác xa với những lời mời tiền triệu trước đó tôi nhận được. Nickname Hà Nội Say Tình chia sẻ đầy chua chát. Theo báo Pháp Luật Việt Nam, các quý bà thường chỉ trả cho trai bao 1-3 triệu đồng cho một lần đi khách. Thông qua một số diễn đàn được thành lập theo kiểu nhóm kín trên Facebook, các quý bà và trai bao có thể dễ dàng chủ động tìm đến nhau hơn. Dần dần, các chợ tình của nhóm trai bao trên Facebook ngày càng nở rộ. Tuy nhiên, loại hình mại dâm này khác với lầu xanh trốn Facebook. Các gã trai ít khi phải đăng ảnh thân thể lên mạng xã hội để tìm khách. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiệm vụ của trai bao là lên mạng và đi tìm các quý bà ham của lạ. Các quý bà khi có nhu cầu đổi gió đã tự thành lập hoặc gia nhập một số nhóm kín trên Facebook, đưa thông tin tìm trai lên mạng. Gã nào cảm thấy đủ tiêu chuẩn thì sẽ tìm cách liên lạc. Phải qua một vài mối quen, phóng viên mới có thể gia nhập được một nhóm kín vốn dành riêng cho các quý bà tìm của lạ. Theo hướng dẫn, để gia nhập nhóm, tiêu chuẩn đầu tiên phải là trai cứng và ảnh đại diện phải thuộc diện sáng sủa dễ nhìn. Nhóm trên được một số quý bà lập ra và đến nay đã có hơn 200 thành viên tham gia. Không có những ảnh đăng hình thân thể, cũng không phải là những lời mời mọc như ở chốn lầu xanh Facebook. Các quý bà chỉ đăng thông tin ngắn gọn là tìm trai với tiêu chuẩn như thế nào. Các chàng trai sẽ theo đó mà liên lạc lại. Chỉ với những dòng thông tin còn con, những gã trai sẽ liên lạc với khách hàng hoàn toàn qua Facebook mà không biết thêm bất cứ thông tin gì khác về người mà mình sẽ phục vụ. Các giá cả tự thỏa thuận, thời gian và địa điểm thì khách hàng sẽ cho biết sau. Qua mỗi lần phục vụ, trai bao sẽ tuyệt đối giữ bí mật cho khách hàng. Vì đó vốn là điều kiện tối quan trọng mà các gã trai khi hành nghề đều phải nắm được. Phóng viên liên lạc qua một số nickname trong nhóm có nhu cầu tìm hàng thì đều nhận được câu trả lời rất nhanh sau đó. Điều ngạc nhiên là hầu hết các quý bà đều tìm được hàng chỉ sau một vài tiếng đăng thông tin trong nhóm. Điều đó chứng tỏ nguồn cung của các quý bà đang rất dồi dào. Phải sau một thời gian khá lâu để săn các cập nhật mới thì mới có thể nói chuyện được với một quý bà đang cô đơn. Sau một vài câu chào hỏi, quý bà đề nghị gửi ảnh toàn thân. Nhận ảnh xong, dường như chưa hài lòng, quý bà này còn đề nghị cho xem webcam. Mọi thứ xong xuôi, quý bà trên hỏi giá cả cho một cuộc đi chơi. Tìm hiểu qua nhóm kín với một số thành viên trong đó thì được biết, các quý bà khi tìm của lạ thường chi rất sổ. Các gã trai có thể kiếm được 1-3 triệu đồng cho một lần đi khách là chuyện bình thường. Trước khi có các nhóm kín trên, đám trai bao tìm khách đã khó. Tìm người chỉ phục vụ tàu nhanh lại càng khó hơn. Vì thế, từ khi giao dịch trên Facebook, trai bao cũng đổi đời. Các quý bà ít thèm phở hơn cánh mày râu, nhưng vì khách hàng ngày càng đông, nên đám trai bao có thể kiếm được 2-30 triệu đồng một tháng là chuyện hoàn toàn đơn giản. Thậm chí, tay trai bao chuyên nghiệp, thu nhập của gã có tháng còn tiệm cận con số 100 triệu đồng.
Điểm hạn chế duy nhất là trai bao không thể đi khách với tần suất dày đặc như các cô gái.